cuối cấp sắp tốt nghiệp, sang ăn của hoàng đế đến chưa ăn bao ngừ. Có số ma thế nhưng anh vẫn rất là chăm học, thế cho nên ở trường chân cứ dùng tựa đưa. Mấy cái đứa hám dài phi hết trứng để ăn mì, đến lớp cứ ngắm dài chứ có thiết tha học đầu. Thanh niên tuân good boy nhưng chẳng thích một cô nào, anh nói anh phải học để con đỡ đần mẹ cha. Rồi một hôm mình gặp cô gái vàng, tay em cầm truyện tranh mặt thì đeo kính xanh, nàng cười thật là tươi trông đã yêu vãi o. Ấy thế nhưng có ai lại đứng cạnh nàng, mày điều tra cho anh nhá. Ok là tên là Khang, nhà có tiệm xăng ở trên Bắc Giang, vừa về đây anh nhé. Ok bé, thế là bây giờ đây anh tôi biết ghen rồi. Giờ còn đâu tâm trí học hành ý, trong đầu anh giờ đây chỉ có cà rốt kính xanh. Mạnh dạn lên anh nhé. Ok bé, hôm nay anh sẽ phải sang giành lại cà rốt kính xanh. Tí về anh bố anh chủ tịch ở bên ngân hàng, tài khoản có mấy triệu đô các em ở cạnh nhưng anh không màng. Tại vì anh tính 400 học 12 lớp cứ được bằng khen, gần hoa hậu anh không thích, cái mà anh thích ấy là gần em. Bạn thì ghê có bố giàu, cứ thích khoe nói không biết ngại. Giờ ngọc mai em thích ai, đều thích em hãy tỏ tài đi. Thanh niên tuân hôm nay thức dậy sớm từ 6 giờ, phi ngay ra bờ áo với tinh thần thể thao. Anh lên online face trao dồi kinh nghiệm thí tài, anh quyết tâm lần này phải cua được ngọc mai. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video. Nếu các bạn thấy video của mình hay cho mình xin một like và một đăng ký kênh để ủng hộ video của mình, cũng như là để đón xem những cái video mới nhất của mình nha. Và em cũng cảm ơn anh Tuân rất là nhiều đã cho phép anh em là sử dụng lại audio của anh để em hoàn thành cái video Bari rẻ tiền hoàn hình vui này. Với cái góc độ mình lấy lại audio của anh Tuân, mình chế lại cái phiên bản này để cho các bạn xem với mục đích vui là chính thôi nhá. Mình không chê ba hoặc là chỉ trích bất kỳ ai nha. Mình chỉ chế để xem vui thôi nha, so sánh vui thôi nha. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo của mình nha. Bye bye.